Thúy Quyên rất vui được gặp lại khán giả của Giải trí 24 giờ trong ngày 1 tháng 6. Vậy là một mùa Tết thiếu nhi nữa lại tới, mở ra những tháng hè sôi động với đầy ắp sân chơi và những vở kịch hấp dẫn dành cho các em nhỏ. Nếu phụ huynh còn lăng tăng không biết cho các em xem gì thì Thúy Quyên có một số gợi ý đây. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, sân khấu IndieCup sẽ diễn vở Truy tìm Thủy Long Kiếm, còn vở Thiên thần nhỏ của tôi thì diễn ra tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, hay kịch Lọ lem truyền kỳ và Tiên hắc ám tại sân khấu Trịnh Kim Chi quận 6. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động khác dành cho thiếu nhi được tổ chức tại công viên gia đình cùng văn hóa lao động. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện giải trí vừa diễn ra trong 24 giờ qua nhé. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam vừa mang đến chương trình Xiếc xiếc thú Thạc Giang của bé rừng xanh để phục vụ các khán giả nhí nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Chương trình quy tụ hơn 40 nghệ sĩ xiếc tên tuổi, tái diễn những tiết mục từng đoạt giải tại các liên hoan xiếc toàn quốc và quốc tế. Phụ huynh và các em nhỏ vô cùng thích thú trước các tiết mục xiếc hài hước và vui nhộn. Chương trình xiếc đang diễn ra mỗi ngày 3 suất đến hết ngày 2 tháng 6 tại rạp xiếc công viên gia đình quận Gò Vấp. Hơn 500 người yêu Zumba vừa có dịp trải nghiệm sự kiện nhảy Zumba được đầu tư hoành tráng nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tên gọi Zumba Party Feel the Beat, Feel the Heart, trong suốt 2 tiếng đồng hồ, khách tham gia được hòa mình cùng những vũ điệu uyển chuyển trên nền nhạc sôi động. Bậc thầy huấn luyện viên Zumba nổi tiếng thế giới Marina cũng tham gia khuấy đảo, làm tăng thêm không khí vui tươi cho sự kiện. Chương trình do Fit 24 tổ chức nhằm đưa bộ môn Zumba lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Trong dịp quốc tế thiếu nhi năm nay, với mong muốn đem đến cho thiếu nhi Việt Nam những món quà âm nhạc đạt chất lượng quốc tế để các bé làm quen, thực hành cùng âm nhạc đúng với độ tuổi, AMPA Education đã dịch thuật và giới thiệu các bộ sách dạy nhạc của Alfred Music, một nhà xuất bản uy tín và nổi tiếng trên thế giới. Bộ sách gồm các ấn phẩm giáo dục âm nhạc, bộ môn piano, guitar và thanh nhạc, hướng đến mục tiêu mang chất lượng giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế đến trẻ em Việt Nam với chi phí phù hợp. Ngoài ra mới đây vừa có một show diễn rất đặc biệt và ý nghĩa dành cho bệnh nhi ung thư trên I Don't Care, các bạn cùng tìm hiểu nhé. Show diễn thời trang I Don't Care của nhà thiết kế Ivan Trần vừa diễn ra vô cùng đặc biệt với sự góp mặt của 60 người mẫu nhí là các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Đông Nhi Hoàng Yến Chi Pi đã đồng hành cùng các em lan tỏa thông điệp nhân văn về niềm tin và nghị lực sống. Toàn bộ số tiền quyên góp từ show diễn được nhà thiết kế Ivan Trần trao tặng cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa mang đến cho các em nhỏ một không gian văn hóa ý nghĩa nhân ngày Tết thiếu nhi 1 tháng 6. Các em được hòa mình vào những tiếng trống hội rộn rã cùng các nghệ nhân đến từ xứ sở Kim Chi. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ còn được thỏa sức vui chơi, khám phá nhiều hoạt động thú vị như tô vẽ tranh, mặc trang phục hàn bốc, trải nghiệm làm diều quạt giấy Hàn Quốc. Sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2 tháng 6. Thúy Quyên cập nhật tới các bạn những thông tin hấp dẫn sắp diễn ra nha. Trong ngày 2 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 14 giờ chiều tại Vạn Hạnh Mall quận 10 sẽ diễn ra chương trình dành cho các bạn yêu nhảy nói chung và hip hop nói riêng mang tên Dance Battle Vol 2. Lúc 15 giờ là lễ hội âm nhạc nước mùa hè Summer Water Beat với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khán giả yêu kịch thì có thể tới nhà hát Trần Hữu Trang quận 1 để thưởng thức vở diễn Võ Tắc Thiên và Thái Bình Công Chúa vào lúc 20 giờ. Ngoài ra, ngày hội trẻ em Israel sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội từ 8 giờ sáng với nhiều hoạt động hấp dẫn, các bạn đón lựa chọn thưởng thức nha. Chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời Vũ hội Ánh Dương vừa khai mạc tại Bà Nà Hill, thành phố Đà Nẵng. Vũ hội Ánh Dương được đầu tư công phu với ngôn ngữ của vũ đạo, âm nhạc, thời trang và nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc khác. Vũ hội gồm 2 suất diễn hàng ngày sẽ kéo dài từ đây đến cuối tháng 9. Với sự hội tụ hơn 200 diễn viên nghệ sĩ tên tuổi của giới nghệ thuật trong nước và quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút du khách đến với Đà Nẵng, góp sức làm nên thành công cho mùa lễ hội pháo hoa quốc tế 2019.
Các bạn biết không, bắt đầu từ năm 2018, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc, phần thi được đánh giá là hấp dẫn nhất tại Miss Universe. Mới đây, ngay khi vừa công bố loạt thiết kế dự tuyển trang phục dân tộc đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng, nhất là bản thiết kế bàn thờ với ý tưởng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt đã gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến phản đối vì đem hình ảnh thờ cúng lên trang phục dân tộc. Với lượt tương tác khá cao, nhiều người lo lắng bàn thờ sẽ trở thành trang phục dự thi của Hoàng Thùy tại Miss Universe. Trước dư luận xôn xao, ban tổ chức cuộc thi đã có cuộc chia sẻ thẳng thắn cùng với Giải trí 24 giờ. Với những cái ý tưởng của các bạn, rất là nhiều cái ý tưởng hay, ví dụ như cà phê phin hay là xích lô, hay là nhiều bạn lại còn có những cái bản vẽ về cây cột điện ở Việt Nam rất là độc và rất là lạ. Thì Thùy cảm thấy là cái trí tưởng tượng cũng như là cái sáng tạo của các bạn nó thực sự là nó vô giới hạn. Và Thùy rất là mong chờ những cái ý tưởng mới nữa, hơn nữa để Thùy có thể xem xét để chọn cho mình một cái bộ trang phục phù hợp, mang cái tính thẩm mỹ cao, mang cái chiều sâu, cũng như là Thùy quan trọng nhất là cái việc mình dễ cho việc sâu cái kỹ năng trình diễn của Thùy. Ngoài ra thì cái trang phục dân tộc nó cũng là một cái mang cái văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thùy nghĩ rằng là cần phải có một cái góc độ xem xét nó khắt khe. Quyết định của Hoàng Thùy sẽ là quyết định gần như là cuối cùng. Sau khi tất cả những cái bộ trang phục đã hoàn thiện và Hoàng Thùy đã mặc thử, đã trình diễn lên trên người, thì lúc đó cảm giác mang đến sự tự tin, sự thoải mái, toát lên được cả tinh thần của đất nước, cũng như là cái làm cho cái người đại diện nó cảm thấy tự tin nhất, thì đó là bộ trang phục sẽ được lựa chọn. Thùy thích show cái kỹ năng trình diễn của mình, thì tất nhiên một bộ trang phục nó phải có cái sự xử lý thông minh về chất liệu cũng như là về form dáng để cho người mẫu cũng như là chính xác là Thùy để trình diễn không phải gặp quá nhiều cái khó khăn trong việc di chuyển. Thì Thùy nghĩ đó là một cái trang phục mà Thùy mong muốn. Bộ trang phục phải thể hiện được một cái nét đặc sắc, một cái tinh hoa gì đó của đất nước, của con người, của văn hóa, của ẩm thực Việt Nam. Cái điều mà bạn trăn trở muốn giới thiệu Việt Nam ra thế giới, bạn chuyển thể được vào trong bộ tác phẩm. Cái thứ hai nữa là nó phải đảm bảo được về tính thẩm mỹ, trình bày yếu tố làm sao nó không bị phô phang, nó vẫn đảm bảo được tính thời trang và cái đẹp vẫn được coi trọng. Và cái thứ ba nữa là đối với cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ thì cái yếu tố về mặt sự độc đáo này, sự bất ngờ này, cái yếu tố unique tức là yếu tố khác biệt và tính trình diễn nó vẫn được đề cao.
Thế nên là chúng tôi cũng rất là đề cao sự sáng tạo cũng như những ý tưởng đột phá của các bạn, những nhà thiết kế trẻ. Vậy nên là tôi cũng muốn nhắn nhủ là dù cho cái bộ trang phục này có tạo ra tranh luận như thế nào thì tôi cũng hy vọng là các bạn nhà thiết kế trẻ đừng chùn tay. Các bạn hãy cứ gửi về thiết kế của mình và hãy cứ mạnh dạn sáng tạo. Nhờ hy vọng là những cái góp ý của cộng đồng mạng sẽ định hướng được cho các bạn những cái sáng tạo nó đúng đường hơn, nhưng không làm cho các bạn cảm thấy là bị chùn tay với thiết kế của mình. Cận cảnh vừa rồi cũng đã khép lại giá trị 24 giờ hôm nay. Mọi thông tin góp ý cũng như cộng tác cho chương trình mời các bạn gửi về địa chỉ email giá trị24gia@tuổitre.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.